Xin chào các khán giả thân yêu của Sống An Lạc. Các bạn thân mến, đậu bắp là một loại quả rẻ tiền, rất dân dã ở Việt Nam, nhưng lại được đông y xem là nhân sâm xanh, còn thế giới ca tụng là thuốc bổ. Loại quả nhớt, chát nhẹ, chuyên để nướng hoặc nấu canh chua rất ngon, hóa ra còn công dụng tuyệt vời trong phòng ngừa ung thư, tốt cho tim mạch, hỗ trợ giảm cân vô cùng vượt trội. Tuy nhiên, dù được mệnh danh là nhân sâm xanh hay thuốc bổ, thì khi chúng ta sử dụng sai cách, đậu bắp cũng biến thành chất độc hủy hoại sức khỏe. Đã có rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo một số trường hợp không nên ăn đậu bắp sẽ gây đông máu, tiêu chảy hay sỏi thận. Vậy chúng ta cần lưu ý những gì khi sử dụng đậu bắp trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày? Xin mời quý vị cùng theo dõi video ngày hôm nay để có cái nhìn toàn diện hơn về loại quả được mệnh danh là nhân sâm xanh này nhé! Trái đậu bắp non là nguyên liệu quen thuộc để chế biến nhiều món ăn ngon bằng cách luộc, nấu, xào hay nướng. Đều có công dụng tốt cho sức khỏe. Thậm chí chúng còn được ứng dụng vào y học hiện đại, chiết xuất thành dược liệu trong thuốc. Với tâm lý ăn gì bổ đó, không ít người nghĩ rằng ăn đậu bắp nhiều chất nhầy sẽ có tác dụng làm tăng nhớt trong khớp, giúp xương khớp hoạt động chân chu, giảm tình trạng khô cứng khớp. Đậu bắp không chỉ là thực phẩm dùng để chế biến nhiều loại thức ăn ngon bổ dưỡng mà còn được ví như là khắc tinh đối với bệnh tiểu đường. Bên cạnh những mặt lợi mà đậu bắp mang lại thì việc sử dụng quá nhiều đậu bắp ở một số trường hợp là điều vô cùng có hại. Sau đây là một số lưu ý về tác dụng phụ mà đậu bắp gây ra. 1. Đậu bắp làm tăng nguy cơ gây bệnh sỏi thận. Quả đậu bắp có chứa hàm lượng oxalate khá cao. Từ các khuyến cáo của những viện nghiên cứu, các loại thực phẩm có chứa nhiều oxalate sẽ làm tăng nguy cơ bị mắc phải chứng bệnh sỏi thận dạng calcium oxalate. Đặc biệt, những bệnh nhân từng bị sỏi thận không nên sử dụng các thực phẩm chứa nhiều oxalate vì nó làm tăng nguy cơ tái phát bệnh sỏi thận. Do vậy, mặc dù đậu bắp có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể, nhưng ăn nhiều cũng làm tăng nguy cơ bị sỏi thận. 2. Không sử dụng đậu bắp cho những bệnh nhân bị đông máu. Tuy rằng ăn đậu bắp giúp cơ thể cải thiện cholesterol trong máu, nhưng đối với một số trường hợp đặc biệt đang dùng thuốc chống đông máu thì không nên dùng đậu bắp. Trong đậu bắp có chứa nhiều vitamin K có tác dụng tốt cho việc ngăn ngừa loãng xương, nhưng chính vitamin K lại là một trong những nguyên nhân gây tăng khả năng tạo thành huyết khối hay còn gọi là đông máu. Bởi vậy, các bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông máu, những ai có triệu chứng bị đông máu thì không nên sử dụng đậu bắp, sẽ rất nguy hiểm. 3. Người bị viêm khớp, cẩn thận khi dùng đậu bắp. Trong đậu bắp chứa solanin, đây là hóa chất không tốt đối với bệnh viêm khớp. Đối với một số nhỏ bệnh nhân đang bị viêm khớp, solanin sẽ làm cho bệnh tình ngày một nặng hơn. Dù vậy, không phải ai cũng mẫn cảm với solanin có trong đậu bắp. Nên những ai đang bị viêm khớp khi ăn đậu bắp thì nên chú ý tình trạng sức khỏe nhé. Nếu 1-2 lần thấy có dấu hiệu viêm khớp bị nặng hơn thì nên cân nhắc không ăn đậu bắp mà chuyển sang ăn các loại thực phẩm khác có chứa ít solanin hơn. 4. Ăn đậu bắp có thể gây tiêu chảy. Nếu bạn ăn đậu bắp và bị tiêu chảy, ngoài việc nghi ngờ về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các bạn còn nên nghi ngờ thêm một lý do nữa, đó là nguyên nhân từ chính thành phần của đậu bắp. Đậu bắp có chứa nhiều chất xơ và các loại khoáng chất giúp cho cơ thể không bị táo bón, lợi tiểu. Dù vậy, nếu bạn bị kích ứng hay có vấn đề về đường ruột, thì fructan trong đậu bắp lại khiến cho bạn dễ bị tiêu chảy. Mặc dù có lợi cho những ai đang bị táo bón, nhưng đối với những người đang bị cồn ruột hay đau bụng nên tránh ăn đậu bắp nhé. Những ai nên tránh ăn đậu bắp? Người vốn có vấn đề ở ruột, đặc biệt những ai mắc hội chứng ruột bị kích thích không nên ăn quả đậu bắp vì ở quả đậu bắp chứa nhiều chất fructan là một dạng carbon hydrate gây tình trạng bị tiêu chảy hay là bị đầy hơi. Những ai từng mắc sỏi thận cũng đều tránh dùng quả đậu bắp bởi vì quả đậu bắp có chứa lượng oxalate lớn, dễ tạo nên sỏi thận với dạng calcium oxalate. Hàm lượng chất solanin có ở trong đậu bắp cũng làm cho một số người quá nhạy cảm với đậu bắp dễ bị đau khớp, viêm khớp. Thêm nữa, người đang dùng thuốc chống tình trạng đông máu như là warfarin đều không ăn quả mướp tây bởi sẽ dẫn tới kết tụ huyết khối, làm cho đường truyền máu tới tim hoặc não bị tắc nghẽn, cực kỳ nguy hiểm. Để sử dụng đậu bắp đúng cách, bạn nên lưu ý các điều sau. Lúc chế biến, vài người thường bỏ phần đầu trái đậu bắp sát với thân hoặc cắt đôi khi luộc và xào. Thế nhưng, việc làm này sẽ làm quả đậu bắp bị mất chất dinh dưỡng.
Bởi vậy, sau khi chọn được những quả đậu bắp tươi, non, không quá to và dài, bạn hãy tiến hành rửa sạch đậu bắp dưới vào nước. Sau đó bạn có thể ngâm đậu bắp trong nước khoảng 10 phút. Bỏ thêm một chút muối rồi chà rửa nhẹ nhàng để làm sạch lớp lông của quả. Tiếp theo, hãy rửa lại với nước sạch và dùng để chế biến món ăn ngay và chỉ bổ đôi, cắt đầu sau khi đậu đã chín. Bên cạnh những cách chế biến thành món ăn thông thường như luộc, xào, nấu canh, nướng, vân vân, thì đậu bắp ép thành nước uống đặc biệt rất tốt bởi giá trị dinh dưỡng của đậu bắp sẽ cao hơn nhiều khi bạn uống nước ép đậu bắp hoặc ăn sống nó. Đậu bắp mang đến rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe chúng ta. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp trên thì không nên sử dụng đậu bắp vì tác hại của đậu bắp nói riêng và bất kỳ loại thực phẩm nào nói chung đều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chúng ta. Hãy sử dụng một lượng đậu bắp vừa đủ cho cơ thể chứ đừng nên lạm dụng quá nhiều nhé. Để sử dụng hiệu quả bất cứ loại thực phẩm nào, chúng ta cũng đều cần có những kiến thức về chúng và đậu bắp cũng không ngoại lệ. Đậu bắp rất tốt cho cơ thể, nhưng tốt như thế nào thì chắc rất ít người để ý. Vậy thì ngay sau đây, hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về loại quả nhỏ bé này nhé. Chỉ cần kiên trì bạn ăn đậu bắp trong 2 tuần, bạn sẽ cảm nhận được rất rõ những thay đổi kỳ diệu sau đây. 1. Chống ung thư. Nhờ tính chất giàu chất chống oxy hóa, đậu bắp có thể cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho các tế bào trong cuộc chiến đấu khỏi các gốc tự do, yếu tố có thể dẫn đến ung thư. Ngoài ra, đậu bắp còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, xương và làn da. 2. Ổn định lượng đường trong máu. Chính hàm lượng chất xơ cao có trong đậu bắp có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu đường trong máu, từ đó giúp ổn định đường huyết hiệu quả. Do đó, mặc dù không phải là bài thuốc trị dứt điểm tiểu đường, nhưng việc ăn đậu bắp thường xuyên cũng có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa tiểu đường và hạn chế biến chứng nguy hiểm do tiểu đường gây ra. 3. Tốt cho dạ dày và khớp. Mọi người đều biết rằng mỗi khi bạn ăn đậu bắp, bạn sẽ nhìn thấy có một chất lỏng dính. Chất lỏng này được tạo thành từ các polysaccharide như collagen và mucopolysaccharide. Chức năng của nó có thể giúp chúng ta cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể và duy trì sức khỏe, cùng với sự hoạt động ổn định của các khớp. Đồng thời, nó không chỉ có thể thúc đẩy nhu động của đường tiêu hóa mà còn cung cấp chất dinh dưỡng cho các vi khuẩn sinh học trong dạ dày. Nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp, cơ thể sẽ nhận được nhiều tác dụng đối với những người bị viêm dạ dày, đường ruột, loét dạ dày, các bệnh đường tiêu hóa và các bệnh liên quan đến viêm khớp khác. Ngoài ra, chất polysaccharide này cũng có thể hấp thụ một số cholesterol xấu, do đó làm giảm hàm lượng cholesterol. Đây chính là thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn thường xuyên, đặc biệt có tác dụng hỗ trợ điều trị cho những người bị tăng lipid máu và bệnh gan. 4. Bảo vệ thị lực, nâng cao sức khỏe của mắt. Đậu bắp rất giàu vitamin A và caroten. Mỗi 100g đậu bắp chứa 52mg vitamin A và 310mg caroten. Mùa thu là mùa để bổ sung vitamin A do đã trải qua một mùa hè bị thiếu hụt. Đến mùa đông sẽ không đủ lượng vitamin A trong cơ thể, sẽ gây ra chứng mắt mờ, nhìn kém, thậm chí xuất hiện chứng quáng gà. Đậu bắp được cho là thực phẩm có thể bảo vệ thị lực của bạn. Nghiên cứu cũng cho thấy vitamin A còn có tác dụng chống ung thư, có lợi cho việc ức chế tế bào ung thư. 5. Phòng ngừa táo bón, giúp làn da căng mịn. Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho một số người có triệu chứng táo bón, thậm chí ngày càng trầm trọng. Xuất phát từ thói quen ăn uống mất cân bằng, ngồi nhiều, ít vận động và những bệnh lý liên quan. Đậu bắp có chứa một chất được gọi là pectin. Nó là một dạng chất xơ hóa tan có thể giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thụ thức ăn hiệu quả, từ đó có thể ngăn ngừa táo bón. Nó cũng có lợi để tăng cường độ đàn hồi cho làn da. Do đó, mọi người có thể ăn đậu bắp thường xuyên để giúp làn da căng mịn hơn. 6. Cung cấp nguồn canxi dồi dào. Đậu bắp cung cấp nhiều canxi và magie, giúp ngăn ngừa hiệu quả tình trạng thiếu hụt hay dưỡng chất trong cơ thể. Ngoài giúp xương khỏe mạnh, canxi còn giúp điều hòa nhịp tim, huyết áp và mức cholesterol, cũng như hỗ trợ chức năng cơ và chức năng báo hiệu của thần kinh. Với những người bị các triệu chứng không dung nạp lactose, một loại đường được tìm thấy trong sữa, hoặc ăn thuần chay, đậu bắp có thể giúp cung cấp đủ canxi để bù đắp sự thiếu hụt này. 7. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Theo tạp chí Thực phẩm Chế biến Công nghệ Hoa Kỳ, việc tiêu thụ đậu bắp
là một phương pháp hiệu quả để quản lý mức cholesterol của cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 8. Cải thiện thị lực. Vỏ đậu bắp là nguồn cung cấp vitamin A và beta-carotene, một tiền chất của vitamin A, với lượng rất dồi dào. Đây là hai dưỡng chất quan trọng để duy trì thị lực tốt và làn da khỏe mạnh. Ngoài ra, dưỡng chất này có thể giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến mắt. 9. Giúp bạn cảm thấy no. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. 10. Tốt cho tiêu hóa. Một lần nữa, chất xơ trong đậu bắp lại ghi điểm. Với hàm lượng chất xơ cao, quá trình tiêu hóa của bạn cũng diễn ra thuận lợi hơn. Bạn dễ dàng đi tiêu thường xuyên mà không lo bị táo bón. Điều này không chỉ giúp giữ cho trọng lượng của bạn ổn định mà còn làm cho bạn khỏe mạnh hơn. 11. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thai kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh. 12. Làm đẹp tóc. Cắt đậu bắp thành những miếng nhỏ, thả vào nước đã đun sôi, đun chừng 10 phút nữa rồi tắt bếp. Mở nắp nồi cho nguội nước. Tiếp đó, trộn nước này với một muỗng cà phê nước cốt chanh. Thoa lên tóc và để khoảng 15 phút thì gội lại với nước sạch. Chất nhầy và các dưỡng chất bên trong đậu bắp kết hợp với nước chanh sẽ giúp cho mái tóc của bạn trở nên chắc khỏe và bóng mượt hơn. 13. Giúp làm trắng và mịn da. Vitamin C và K trong đậu bắp cũng giúp giữ cho làn da của bạn tươi trẻ và khỏe mạnh. Các vitamin khác có mặt trong đậu bắp cũng giúp hỗ trợ sự tăng trưởng và sửa chữa các mô trong cơ thể, thúc đẩy sự hình thành collagen và sắc tố da, giúp trẻ hóa làn da bị hư hại. 14. Giảm cân. Đậu bắp có nhiều chất xơ, trong khi chứa ít calo, rất thích hợp cho những người muốn ăn kiêng giảm cân. Tuy nhiên, những người bị lạnh bụng không nên ăn đậu bắp thường xuyên. 15. Phòng tránh táo bón. Đậu bắp rất dồi dào chất xơ, cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. 1/2 chén đậu bắp nấu chín có thể cung cấp khoảng 2g chất xơ. Đậu bắp còn tươi nguyên cung cấp nhiều hơn. Một chén khoảng 3,2g và chất nhầy. Chất nhầy rất tốt đối với việc làm mềm phân, chất xơ kích thích nhu động ruột cho nên nhuận tràng. Do chứa hàm lượng nước cao, đậu bắp còn giúp cơ thể tránh khỏi tình trạng táo bón đầy hơi. Những người thường bị táo bón nên dùng đậu bắp nấu lấy nước uống và ăn cả quả đậu bắp luộc. Quý vị thân mến, hy vọng là những thông tin về đậu bắp vừa rồi sẽ giúp quý vị có cách sử dụng chúng một cách phù hợp để phát huy hết công dụng thần kỳ. Quý vị cũng đừng quên đồng hành cùng Sống An Lạc mỗi ngày để có thêm những thông tin y học bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!